Chào tất cả anh em, mình là Tám Độ. Hôm nay mình về Hưng Yên, độ cây bô Twobrothers cộng cổ ô tô, độ đây con MT03. Anh em ngắm nhìn tổng thể cây tu này lên con MT03 nhìn rất đẹp, full black giống màu xe. Anh em nghe thử tiếng bô nhé.